đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu để cầu được ước thấy. Sở dĩ các gia đình giàu có hay làm kinh doanh, buôn bán thường lựa chọn đặt và trưng bày tượng Phật Di Lặc miệng cười tươi, tay ôm thỏi vàng trong nhà, hay đặc biệt là ở phòng khách nhằm mục đích cầu tài lộc, tiền tài, việc buôn bán thuận lợi, làm ăn phát đạt, cầu tài lộc viên mãn. Về mặt tâm linh, họ quan niệm một bức tượng hình ông Phật cười phốp pháp nên được đặt trong nhà, ở vị trí trang trọng và được nhiều người nhìn thấy để giúp gia chủ cầu được ước thấy. Tuy nhiên, khi đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà thì việc lựa chọn một vị trí hợp lý để trưng bày tượng cũng vô cùng quan trọng, nếu không có thể sẽ phạm phải một số điều kiêng kỵ. Vậy nên đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu? Vị trí phù hợp nhất để đặt tượng Phật cười trong nhà đó là ở phòng khách lớn trong ngôi nhà. Ở vị trí này Phật sẽ phù hộ cho các thành viên trong gia đình hòa thuận, đoàn viên, gia đình được an lạc, thái hòa. Nên đặt tượng trên kệ cao khoảng 1 mét, nên để đối diện cửa chính vào nhà để hút tài lộc, dễ dàng nhìn ngắm để giải tỏa căng thẳng, phấn chấn tinh thần. Ngoài việc trưng bày tượng Phật Di Lặc ở phòng khách đối diện cửa chính, bạn có thể đặt tượng này ở trên bàn làm việc, trên ô tô. Đặt tượng Phật Di Lặc ở văn phòng, trên bàn làm việc sẽ mang tới nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi trong công việc cho bạn. Bên cạnh đó, biểu tượng phong thủy này còn có tác dụng ngăn chặn xung đột, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới. Còn với những người hay đi xe đường dài, đặt tượng Phật Di Lặc trong xe ô tô giúp giảm bớt lo âu, tránh tai nạn và thu hút tài lộc.